đủ đủ chưa? Nhiều được 10 xu mà chưa vậy? 20 xu mà nghe chơi 10 xu đã là 10 xu không? Sẽ phải vô bình luôn. Hai xu mà cô kẹo à. Ủa sao nó chưa chạy? Là sao? Ồ sao ổn? Rồi, tổn bỏ 2 xu đúng không? Ok á. Là hỏi đi, kêu con lại tổn. Sao bỏ xu nó không chạy? Hỏi rồi. Có bỏ cái nào này? Mấy xu? Không chạy. Tiếp. Chủ nhật kìa, nhận mấy nhóc đi siêu thị. Từ từ đi, từ từ. Rồi còn bên đây 2 xu nữa nè, hỏi chú luôn đi Tổn. Cả bác luôn. Ủa 20 xu đâu mà? 50.000 là 20 xu chứ 10 xu vậy? 20 xu chứ 10 xu gì? Kẹo đâu mà chưa 20 xu chơi rớt rẻ hết luôn.
trời đất dây luôn. Dữ.
Hết nhà luôn hả? Chạy lên hành lang không? Cái gì? Ai đuôi xe kêu kêu ra đứng lại.